Kỷ niệm Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức chương trình diễu hành áo dài với tên gọi Áo dài kết nối du lịch và di sản Hà Nội năm 2024. Chương trình diễn ra từ 5 giờ 30 phút đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, với điểm xuất phát từ khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Hơn 100 người, cả nam và nữ, mặc trang phục áo dài truyền thống, đã tham gia diễu hành qua các tuyến phố tập trung nhiều điểm du lịch của Hà Nội. Vì kết hợp đạp xe và mặc áo dài để khám phá các địa điểm di sản văn hóa tiêu biểu tại Hà Nội, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, góp phần kết nối du lịch và di sản một cách độc đáo và hiệu quả. Qua đó, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và hiện đại, kết nối du khách với di sản. Đây cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2024, gắn kết áo dài với di sản và điểm đến du lịch Hà Nội.